Rồi vì sướng nhá. Có thể một mọi người hôm nay nhà mình lại về quê này. Bây giờ đang trên ở trên dãy ông. Đó. Đây Minh Chu nhà mình là đang sợ ấy, sợ cháy. Minh Chu nhà mình đang lấy cái chocolate cho bà. Hôm qua mình mua trên mạng được cái loại tươi ấy, chocolate tươi của Nhật ấy. Bà xin sợi ạ. Cái này nó mua có hai hộp nho nhỏ được có tí mọi người mà nó đắt lắm. Bà nó mang về cho bà mấy cái bà ăn ra thử. Đây là nho như thế này. Ông bà Hana thử chưa bộ gì ạ? Ý bà Hana nghe rằng nó kiểu ngọt ngọt đấy. Mẹ mình hôm nay mặc áo trắng này. Ông bà nhớ cho nên mua có bà sợi ạ. In bồn đi sợ. Mẹ mình ăn thử rồi, trước đây bà đi du lịch ở bên Nhật đấy, bà mua về. Minju sẽ mang hôm nay là mình mua cái bánh này cho mẹ mình này. Hamburger. Mỗi người một cái, tại vì mẹ mình nhớ là trước bà ăn một lần rồi bà thích ăn lắm. Theo đây là trong đời lần thứ hai mẹ mình ăn bánh hamburger mọi người ơi. Tưởng bà không ăn được hóa mà lại khen ngon. Đây, cái này là gà rán của Minh Chu. Đây là dạng thịt nướng. Ê, ông bà. Ừ. Đây. Mùi thịt xíu xơ, ok. Được. Bà bật quạt lên cho nó mát mọi người, nắng, nóng. Nè. Đây là cái của mình. Nghe được không? Thả nốt chứ bà. Im vô rồi, chôm đánh kinh rồi. Chờ ice cream mà có thể có thể có thể. Ừ. Cái này không tí lại cơm nữa. Mẹ mình nấu cơm rồi nấu cả canh rong biển nữa mà. Đây. Thỉnh thoảng cũng phải đổi bữa. Ăn cơm nhiều cũng chán mọi người ơi. Thỉnh thoảng đổi bữa. Úi dồi, cái da vị nó cay à. Ăn nhá. Sao mà mát. Ông bố đánh lăn ta kìa. Mũn mũ kê chế nâng kê. Bố răng nâng gạt gì bố. Mũn mũ kê bút kê. Bà bảo nông dân có béo lên thế nào không? Nó bảo là cái cân nhà cháu nó bị hỏng. Bị hỏng cho nên nó không có. Đấy. Ăn chưa hết một cái mà no mọi người ơi, còn nó to ấy. Ở bên này người ta không có cho trứng với lại cà chua nhá, chỉ có thịt với lại rau xà lách thôi. Mẹ mình ăn bà khen ngon mọi người ơi. Biết đấy, lần sau mình mua thường xuyên cho. Trời, ở quê không biết cái món hamburger là cái món gì nữa. Thế thì cứ cố gắng, cứ mà. Minh Chu đã ăn hết rồi này. Chồng mình ăn xong phát là cầm kéo chuẩn bị cắt đấy. Cứ ăn đi đấy. À nhá, suốt ngày chỉ định cắt thôi, mình bảo thôi đừng cắt đấy ông đi, ông cái gì ông cũng đòi cầm kéo ông cắt hết cây của bà chứ. Tí nữa mình làm kia mình quay cái cây mơ cho mọi người xem nhé. Nằm ở ra đây xem là cái cây mơ nó đã ra nhiều quả chưa. Mẹ mình cho cả gì nhỉ? Không phải mà là thuốc. Cho nhanh lớn này, đây này. Ui sao nó nhiều lá này ta. Ô ra quả rồi mọi người ơi. Ra quả rồi.
벌레도 많대요. 어, 롱고도 봐도 꽤 많이 sâu đó mẹ ơi. 근데 이거 sâu. 매실이잖아요. 매실 mơ. Đây này, quá mơ đấy. Nhưng mà năm nay chắc là mình sẽ bảo mẹ mình là để già già một chút rồi hãy hái mọi người ơi. Chứ mọi năm nó vẫn còn xanh lẻ. Có nhiều chị bảo summer nó vẫn còn xanh kia mà đã hái rồi. Thế nhưng mà ở người Hàn thì người ta toán hái cái lúc nó còn xanh thôi. Chứ khi mà để chín thì người ta lại không hái nha mọi người. Đấy, cũng nhiều quả phết nhỉ. Tại vì chồng mình là anh ấy cắt đi rất là nhiều mọi người để cho nó to. Chứ nếu mà nó nhỏ quá mà nó nhiều quả mà nó nhỏ nên không thích. Thà nó ít một chút nhưng mà được quả nào gọi là nó ngon quả đấy ấy. Đây đây. Nè, thấy ở đi tới chưa mà nhá? Ở chỗ gì sợ? Đồng Quân bảo mẹ ơi cây dâu tằm nó ở đâu? Tại vì hôm nay bảo hai đứa là đi hái dâu rồi. Đây nó này. Thực đúng là không nhiều thật mọi người ơi. Không có nhiều mấy, nói chung là bình thường. Cái cây kia mới là cái cây đẹp mà chồng anh không biết anh lại chặt mất rồi cho nên còn cái cây này. Nói chung là chỉ nhà ăn thì cũng đủ. Đấy. Cái này mà đợi già già tí nữa là mình chấm với muối ăn là cũng khá là ok nhá. Ôi, không có con gì nó đậu lên đây. Mỗi năm có hai cây thì nhiều lắm, cho cả bác hàng xóm ăn cùng cơ. Mà năm nay có một cây chắc là nhà mình ăn thôi. Đang cái giờ trưa nắng này nhưng mà ở bên này mình thấy nắng nó bình thường, nó không kiểu nắng chói chang mấy đâu. Cho nên là mọi người để ý là có ai người ta đội mũ nón gì đâu. Đây là bộ của ông. Anh Xu hôm nọ mới về quê một mình cắt cỏ này. Mấy tuần là phải cắt cho nó gọn đấy. Còn ở đây là cây táo đỏ của mẹ mình mọi người. Bắt đầu đến mùa xuân nhá. À mùa thu ấy là nó ra rất là nhiều quả luôn. Năm nay thì bà trồng được 3 cây kiểu ươm giống ra đấy. Bình thường nó chỉ có mỗi cái cây to này thôi này. Ươm ra đây nhanh lớn lắm mà mẹ mình cho cái dạng phân bón gì vào nó nhanh mà nó tươi ấy. Cái lá của nó xanh lè luôn. Chồng mình anh ấy tưới nước cho mấy cái cây hoa. Hoa trồng tận ra đây. Tại vì trồng cái hoa này thì mình mới được ví dụ sau này mình có cái trường hợp mà người ta ấy, nhà nước người ta quy hoạch cái khu này làm khu công nghiệp chẳng hạn ấy, xây nhà máy ấy, thì mình được bồi thường. Kia mà nó phọt vào mặt thì chết. Tí nó phọt vào mặt nhá. Được cái ở trên dãy nhưng mà nước nó lúc nào cũng đầy đủ mọi người. Nước từ trên kiểu lòng đất ấy, mát lắm, uống được mà. Mình thấy mẹ mình thỉnh thoảng là uống luôn á. Mọi người biết không, ở cái rãnh khoai lang ấy thì ở bên giữa nó có cái đất trống. Mẹ mình tiết cho này, bà trồng rất là nhiều hoa ở đấy này. Bên này rau, có mỗi cái rãnh ở giữa này này, kiểu tiết đất ấy. Khoai lang này là tầm khoảng mùa cuối thu là mình được thu hoạch cái chỗ này. Nhà mình còn có cả hai cái lựu nha mọi người. Đây là lựu 1 này, lựu 2 này. Đó, cái này trồng được mấy năm nhưng mà thực ra nó không có quả. Bây giờ nó mới ra được có mấy cái hoa nho nhỏ thôi. Hao mát cho mấy em này. Đang trời chưa nắng. Đây hoa đây. Hoa biểu tượng cho đất nước Hàn Quốc nha mọi người. Rất là đắt. Mấy hàng, ba hàng. Ba hàng thôi là cũng nhà là cũng đủ ăn thôi. Nhiều khi thừa đấy. Có chú ở trên sâu này, chú lấy nhiều. Tại vì chú còn cho cả bên thông gia đó mọi người. Bên thông gia là cũng là người thành phố cho nên là mẹ mình hay cho đồ ăn lắm. Còn cô thì bên nhà chú thì cũng không còn ai. Kiểu mẹ chồng của cô đấy là mất hết rồi, chỉ còn có mỗi anh trai chồng thôi. Cho nên là nhà cô là cũng sướng lắm, không có bận bịu Tết tư là có phải về nhà chồng mấy đâu mà. Ở bên Hàn nha mọi người. Ở bên Hàn ấy, ví dụ mình mà con gái đi lấy chồng mà ví dụ bố mẹ chồng không còn hay là như thế nào là người ta thích
những cái điểm đấy. Tại vì phụ nữ bên Hàn ấy là người ta nói đến mẹ chồng con dâu là kiểu cái mối quan hệ không được tốt ấy, kiểu như vậy. Cũng có tùy từng người thôi, nhưng mà đa số là mình thấy như vậy. Không có nhà rồi. Ôi, mình chút tưới cả. Mình chút tưới cho cả cây, cây kia là cây hồng. Cây hồng mùa thu mẹ mình cũng trồng quanh mộ ông ấy, để cho thỉnh thoảng cháu chắc. Con nước yếu quá nhỉ. Rồi vậy đất thân lại. Thích. Bây giờ đi xem hoa mọi người ơi. Đi xem hoa rừng. Hoa rừng đang vào mùa nở đẹp lắm. Mấy hôm nữa không xem mà nó tàn lụi hết thì chết. Choảng nhau ở đây là choảng cho mỗi đứa trận đó. Về quê thao chạy nhảy nhá. Chỗ ô ti. Ôi chưa đồ xây, ở đằng kia này có cái xe mọi người ơi. Cái xe kia là cái cây, cây ô ti của nhà mình mà. Cái cây dâu tằm của mẹ mình, xong người ta lại đến người ta hái à. Ai vậy ta? Kiểu như có người hái trộm mọi người. Cái cây này là mẹ mình trồng nhá. Đây, các bà nông dân mang cái nồi lên để hái này. Hái không dùng, hái hết rồi chết. Bà người ở đâu có đi xe, lái xe xịn đến đây hái trộm. Mình không dám nói mọi người. Ta bà, ính nâng cơ ta. Cơ cái tay thôi. Ừ, thôi bà. Ít xay à? Nè. Mẹ mình ra, bà hái cùng. Ông bảo là ông đi ngang qua, thấy nó chín ngon quá, ông ấy muốn hái về một ít về để ngâm rượu mọi người ơi. Mẹ mình bảo là tôi phải mua về tôi trồng. Một cái bà bà sơ. Một cái bà bà sơ tăng gì. Hana một cái bà. Những cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ăn thử đi. Cái đồng của mình vừa bôi kem chống nắng. Thả ra. Ngọt lắm. Bộ đúng nhạc vừa chứa bỏ nhỉ. Chứ yếu gặp mình. Ngọt minh chứ tôi. Ngọt mà. Cái quả nào mà mẹ mình hái nó ngọt, nó đỏ mọng, nó có chua mấy đâu. Đây, mình hái mấy quả nó hơi vàng một tí, hơi đỏ đỏ một tí này, mình ăn với lại muối. Đây có mấy quả chín đỏ hết rồi nè. Cho đông ăn. Không có gì mà chờ. Đâu đi. Đồng vườn hái này. Nói nhá nhỉ. Mang chờ. Hái nữa thì người ta đi qua đường, người ta tưởng là cây rừng, người ta hái hết. Người ta tưởng không có chủ mọi người ơi. Tại vì ở ruộng mà, ở trên dãy mà. Nhìn cho mái này tắt sớ. Mấy quả vàng vàng nãy nữa. Chứ đâu cần thiết là phải đen gì đâu, mấy cái này cũng được. Nhìn chưa? Hay lắm một thiếu. Thôi. Nó bảo mẹ chưa chín ra mẹ đã hái, mà chưa chín hái. Đông Quân giỏi thế nhỉ. Đông Quân bảo bà cái quả này nó có đắt không? Bảo đắt. Hái mạnh mà nè. Chào đình nhé. Nó phải tìm quả ngon, thơm mọng nó mới hái. Tắt có yếu sớm. 부끄러운 게 먹고 남고 짜증만 나네. 다른 게 뭐 하나 뭐 하이 뭐 안 nhưng mà bọn trẻ nó ăn mấy đâu, nó hái nó thích thôi chứ còn bọn này nó có ăn đâu. Mình hồi nhỏ ăn rồi thì mình biết đấy.
Bây giờ nó nhiều đồ ngon quá à. Mình nhờ cái này ta. Đi đường của ta rồi. Ai mạnh rồi. Thế. Bà cháu thái. Cuối tuần bé này là quá thích rồi. Ừ, hả? Minh Chu bảo là tay con đỏ hết à? Cái đấy rửa được không sao hết? Giống như máu. Minh Chu nhà mình hái được rất là nhiều luôn mọi người. Đây này. Cho vào cái đám hôm qua mình hái xong nó sẽ ngâm rượu. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ ra cái chỗ hoa kia quay cho mọi người xem nhá. Vàng, ơi là vàng đẹp lắm. Cho hai đứa nó xem. Tại mỗi tuần về quê nó có một lần đấy. Đây. Ngó xem bọn này không biết ăn nào. Chéo đi tôi bán luôn này. Chéo đi ở đây bán cũng được. Minh Chu cũng khá nhiều. Chéo đi. Đúng hơn là cả bà hái cho mới được như này chứ sao được. Thật thật sự là. Thế mình kiếm tôi luôn chứ. Vâng.